Chào tất cả các em trở lại với tiết học môn địa lý lớp 9 ngày hôm nay. Các em có khỏe không nè? Chúng ta cố lên. Hy vọng là một thời gian không xa nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên lớp các em ha. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem nền kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển như thế nào. Chúng ta ghi mở tập ra, ghi bài 36 đồng bằng sông Cửu Long. Mở sách giáo khoa ra trang 129 nha các em. Chúng ta chuẩn bị tập bản đồ. Và bài này chúng ta chuẩn bị cho cô máy tính nha. Lát nữa chúng ta sẽ tính bảng số liệu. Bài này nó có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là tình hình phát triển kinh tế. Chúng ta sẽ tìm hiểu cơ cấu kinh tế gồm 3 ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Nội dung thứ hai là các trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi số 4 La Mã, tình hình phát triển kinh tế. Số 1 nhỏ là nông nghiệp. Chúng ta hãy quan sát bảng số liệu diện tích sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2014. Bảng số liệu ở trong sách giáo khoa chúng ta là 2002. Bây giờ chúng ta cập nhật bảng số liệu mới gần đây nhất nha các em. Nhìn vào bảng số liệu này của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước về diện tích và sản lượng, chúng ta hãy tính tỷ trọng diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long năm 2014. Chúng ta tính tỷ trọng bằng cách là chúng ta tính tỷ lệ phần trăm á các em. Chúng ta bấm máy tính thử xem. Cả nước 100% thì đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu phần trăm? Chúng ta tính thử xem nào. Rồi, nếu như bạn nào mà bấm ra số liệu như sau: diện tích 54,3%, sản lượng 56%, thì chúng ta đã làm bài đúng rồi ha. Như vậy chúng ta thấy là gì? Cái diện tích rất rộng lớn và sản lượng cũng rất là cao. Cô sẽ cho chúng ta quan sát một số hình ảnh sau đây. Đây là chúng ta thấy là thu hoạch lúa đó các em. Đây là phơi lúa nè. Tiếp theo chúng ta thấy là gì? Bao la bát ngát là lúa luôn, chứng tỏ đây là một cái vùng chuyên sản xuất cây lương thực, hay người ta gọi là vựa lúa lớn thứ nhất của cả nước và của miền đồng bằng sông Cửu Long. Trong bài hát hồi nãy chúng ta cũng thấy đó, vựa lúa của miền Nam đó. Như vậy chúng ta thấy là gì? Qua đây các em hãy cho biết xem đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì để trở thành vùng trọng điểm lúa lớn nhất của nước ta. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nhớ lại bài cũ nha các em. Cô nhắc lại một số ý như sau: nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, người dân giàu kinh nghiệm trong sản xuất lương thực thực phẩm, là vùng chuyên canh cây lương thực lớn nhất cả nước, xuất khẩu gạo nhiều, lúa gạo nhất. Như vậy chúng ta sẽ thấy với việc sản xuất lúa gạo nhiều nhất cả nước như vậy, thì bình quân lương thực đầu người của đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Chúng ta quan sát bảng số liệu năm 2002 đến 2014 thì nó tăng, và năm 2014 tăng lớn hơn trung bình của cả nước 2,6 lần lận. Điều này chứng tỏ là đây là vùng sản xuất lương thực trọng điểm của miền đồng bằng sông Cửu Long hay là của cả nước luôn. Chúng ta ghi dùm cô: vùng trọng điểm cây lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước, diện tích sản lượng bình quân lương thực đầu người. Cái này chúng ta có thể ghi cũng được, nếu không chúng ta có thể nhìn trong bảng số liệu mà cô đã giảng lúc nãy nha các em ha. Tiếp theo chúng ta hãy quan sát lực đồ kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đây nhìn vùng trồng lúa màu vàng nè các em, nhìn chú thích vùng trồng lúa màu vàng. Như vậy chúng ta thấy là gì? Đa số các tỉnh đều trồng lúa hết, màu vàng có ở khắp nơi. Như vậy chúng ta tìm cho cô lúa được trồng nhiều nhất ở những tỉnh nào, nhiều nhất ở những tỉnh nào nha các em. Đó chính là Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, vân vân. Như vậy chúng ta thấy đây là những tỉnh này là trồng lúa nhiều nhất, và chúng ta thấy nó có vai trò ý nghĩa là đảm bảo an ninh lương thực cho vùng và cả nước. Gạo là sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Như vậy phần nông nghiệp chúng ta tìm hiểu trước tiên, đó là cây lúa là cây lương thực chính và được trồng nhiều nhất, là vựa lúa lớn nhất
có khả năng xuất khẩu. Tiếp theo chúng ta hãy quan sát một số hình ảnh, ngoài cây lúa ra còn có cây ăn quả nè, cây măng cụt nè, sầu riêng, cam, dâu, xoài, chôm chôm, bưởi, thơm, nhãn, mít, vân vân. Như vậy chúng ta thấy đây là vùng trồng cây lương thực lớn nhất nước, mà còn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của cả nước nữa các em ha. Rất rất là nhiều những loại cây trái này rất thích hợp với khẩu vị của người Việt Nam chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm những loài cây ăn quả này được phân bố chủ yếu ở đâu nè. Đây chú thích nè các em, màu đỏ nè, cái trái màu đỏ. Phân bố chủ yếu ở đâu nào? Đó là ở Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Vĩnh Long hay An Giang. Cứ đến mùa thì chúng ta về quê chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cây trái luôn, rất là thích và rất là an toàn vệ sinh thực phẩm nha. Như vậy ngoài lúa ra thì còn có cây ăn quả nè, ngoài cây ăn quả ra còn có cây công nghiệp nữa, đó là cây dừa, trồng nhiều ở Bến Tre nè. Và đây là cây gì các em? Mía đường á các em, cũng rất là phát triển. Chúng ta ghi bài cho cô các sản phẩm khác cây ăn quả nhiều nhất nước, những loại cây gì và phân bố ở đâu, chúng ta tự tìm hiểu ha, nhờ bài cô đã giảng. Cây công nghiệp như là dừa, mía. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung tiếp theo, ngoài ai trồng trọt ra thì còn có chăn nuôi. Chắc chắn chúng ta đã biết được đây là chăn nuôi vịt đàn rồi, tiết trước chúng ta có xem hình và có nghe giảng nha. Đây là vịt đàn các em, và mỗi khi mà mùa lũ lên á, thì người dân đồng bằng sông Cửu Long chăn nuôi vịt rất là nhiều. Nhiều hộ gia đình chăn nuôi nhiều đàn vịt như thế này rất là nhiều. Các em thấy là để cho vịt này nó xuống đồng á, nó ăn rơm rạ, ốc hến ở dưới đây nè, lúa rồi đó, cho nên là các em thấy là trứng vịt đồng á rất là ngon. Và hàng năm thì vịt này nó đẻ trứng rất là nhiều để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của con người chúng ta. Mà chúng ta thấy nè, mỗi một cái hộ gia đình có một đàn vịt như thế này á, chúng ta thấy nếu mà nó lỡ lạc vào nhau chúng ta tìm được không? Không. Như vậy để phân biệt được thì khi mà mua vịt con về á các em, cái người ta mua màu về người ta sơn lên con vịt, nghe lạ ha. Sơn lên con vịt, người ta có thể là mua màu tùy, màu đỏ, xanh, vàng, tím gì đó, miễn sao mà nó có thể phân biệt được với đàn khác, đàn vịt khác là được. Chúng ta người ta có thể sơn lên đầu vịt nè, hoặc là cổ vịt nè, hoặc là phía trước ngực của con vịt nè, hoặc là trên cánh nè, trên lưng, trên đuôi. Làm kiểu gì thì miễn sao mà nhận ra được đàn vịt đó là của mình là được ha, để khỏi có đi nhầm vào đàn vịt khác. Như vậy chúng ta thấy ngành chăn nuôi vịt ở đây rất là phát triển, và hướng tới sẽ chăn nuôi vịt theo phương hướng là an toàn sinh học để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho chúng ta. Các em đi tiếp theo. Chăn nuôi vịt đàn lớn nhất cả nước tập trung ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Các em thấy về mùa nước nổi là chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Tiếp theo, ngoài chăn nuôi vịt ra thì chúng ta thấy đây là cái hình ảnh gì đây các em? Đó là ngành gì nào? Tôm này, cá này, quá chừng luôn ha, cá biển. Đó là ngành thủy sản ha, nuôi trồng thủy sản. Như vậy chúng ta hãy quan sát bảng số liệu tỷ trọng sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước từ năm 2002 đến 2014 tính bằng phần trăm. Như vậy chúng ta thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 2002 đến 2014 chiếm trên 50% sản lượng cả nước. Như vậy con số này nó cũng rất là lớn. Vậy thì người ta hỏi mình điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì để phát triển ngành thủy sản. Chúng ta học rồi, điều kiện tự nhiên nó có nhiều thuận lợi để phát triển ngành thủy sản lắm. Đây là cô chỉ nhắc lại thôi kiến thức cũ chúng ta đã học. Do có vùng biển rộng, ấm quanh năm. Thứ hai là hàng năm cửa sông Mê Công có nguồn cung cấp thủy sản lớn. Thứ ba, đó là sản phẩm trồng trọt chủ yếu là trồng lúa và cá tôm cũng là nguồn thức ăn phong phú để nuôi trồng thủy sản.
Và thứ tư là vùng rừng ven biển cung cấp nguồn tôm giống tự nhiên, thức ăn cho các vùng nuôi tôm. Đây là những điều kiện thuận lợi góp phần làm cho ngành thủy sản phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì chúng ta quan sát tiếp lược đồ kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta hãy nhìn vào bảng chú giải và trả lời xem ở những tỉnh nào phát triển ngành thủy sản nhiều nhất. Đó chính là An Giang nè, Kiên Giang và Cà Mau ha. Đó là các tỉnh có ngành thủy sản phát triển nhất. Chúng ta đi tiếp cho cô. Thủy sản đứng đầu cả nước, chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản cả nước, nhất là ở Kiên Giang, Cà Mau, An Giang. Nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm cá phát triển mạnh. Tiếp theo, ngoài trồng lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp, rồi chăn nuôi, rồi ngành thủy sản, thì ở đây còn có ngành lâm nghiệp phát triển, nhất là ngành trồng rừng, và đặc biệt đây là hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Cà Mau. Chúng ta đây là nhìn hình ảnh chủ yếu đó là rừng tràm nè các em. Đây là những cái cánh cò. Như vậy chúng ta thấy là gì? Cây tràm, và đây là những cái cây cây đước đó các em. Đây là những cây đước chủ yếu là ở Cà Mau. Hình ảnh cây tràm này nếu chúng ta có dịp tham quan Châu Đốc thì chúng ta đi vào khu du lịch rừng tràm Trà Sư là chúng ta đã thấy rồi, rất là bạt ngàn ha. Và hệ sinh thái rừng ngập mặn này cũng cần phải được duy trì và bảo tồn. Bởi vì sao? Ngoài những cái kiến thức mà cô đã giảng bài hôm trước thì chúng ta xem tiếp một cái đoạn clip để biết vì sao chúng ta phải bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn này. Năm 2010, Mũi Cà Mau được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau có diện tích 371.506 ha, với vùng lõi chủ yếu là rừng ngập mặn, vùng đệm với cư dân sinh sống từ nguồn lợi tự nhiên và các vùng chuyển tiếp, vùng đầm lầy. Trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn Cà Mau trở thành khu bảo tồn đa dạng sinh học rừng ngập nước thứ 2088 của thế giới và thứ 5 của Việt Nam theo Công ước Ramsar. Rừng ngập mặn Cà Mau có diện tích lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau rừng ngập mặn cửa sông Amazon ở Nam Mỹ. Rừng ngập mặn Cà Mau phân bố ven biển từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây, ngập nước quanh năm ở các huyện Ngọc Hiển, Nam Căn, Đầm Dơi. Đây là tài nguyên vô cùng quý báu ven biển nhiệt đới, tạo nên cảnh quan và đa dạng sinh học độc đáo không nơi nào có được. Hệ động thực vật rừng rất phong phú, có 60 loài thực vật, trong đó có 26 loài cây ngập mặn. Động vật có 93 loài chim và 26 loài thú, 43 loài bò sát. Trong khu Ramsar có những loài chim quý hiếm như bồ nông chân xám, cò trắng, diệc. Các loài thú bò sát phong phú gồm cầy giống đống, rùa, ba ba, cá sấu, ếch. Như vậy chúng ta thấy nghề rừng ở đây chiếm vị trí rất là quan trọng, đặc biệt là vùng rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau. Và vấn đề phòng cháy rừng, nhất là rừng U Minh, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ tính đa dạng sinh học và môi trường sinh thái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi tiếp ý cho cô. Đó là vấn đề về lâm nghiệp. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về ngành kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sang số 2 nhỏ tìm hiểu về công nghiệp, về ngành công nghiệp. Rồi, chúng ta quan sát ở đây bảng số liệu lược đồ kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta hãy kể tên những ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long xem nào. Chắc chắn ai cũng kể được ha. Chúng ta nhìn vào phần chú giải nè. Màu đen là luyện kim, màu hồng là cơ khí, màu đỏ là sản xuất vật liệu xây dựng, màu xanh là sản xuất hàng tiêu dùng, màu vàng là chế biến lương thực thực phẩm. Và chúng ta quan sát bảng số liệu về cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 thì chúng ta thấy trong ba ngành
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Thì sản xuất công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung nó còn khá khiêm tốn, chiếm cái tỷ trọng ít hơn so với hai ngành còn lại. Và chủ yếu ở đây chúng ta thấy là gì? Cái ngành sản xuất là màu vàng nè các em, chế biến lương thực thực phẩm rất là phát triển. Chúng ta quan sát bảng 36.2 các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2000. Bảng số liệu này cho chúng ta thấy là gì? Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm rất phát triển, chiếm 65% tỷ trọng cơ cấu trong nông nghiệp của vùng. Điều này một lần nữa khẳng định là vị trí chủ đạo của việc sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy chúng ta thấy là gì? Ở đây sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản, đông lạnh, hoa quả và phân bố đều khắp các tỉnh, thành phố trong vùng. Như vậy hồi nãy chúng ta mới xem được đồ đó, chúng ta thấy là gì? Màu vàng rất là nhiều, chủ yếu là chế biến lương thực thực phẩm. Ngoài ra còn có vật liệu xây dựng nè, cơ khí công nghiệp. Và chúng ta tiếp tục quan sát một số hình ảnh về ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có giá trị. Như vậy chúng ta thấy là về ngành công nghiệp thì cũng có nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên là cũng sẽ có một cái số khó khăn nhất định cần phải khắc phục để hướng tới chúng ta phát triển thành vùng kinh tế năng động hơn. Chúng ta ghi chiếm tỷ trọng còn thấp, khoảng 20% trong GDP của vùng. Các ngành công nghiệp trọng điểm chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngoài ra còn có vật liệu xây dựng, cơ khí công nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Như vậy chúng ta thấy nếu mà ngành chế biến lương thực thực phẩm phát triển hơn nữa thì chúng ta sẽ giữ được lương thực, giữ được sản phẩm được lâu hơn các em ha. Tiếp tục chúng ta xem lược đồ kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta hãy tìm các trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lớn nhất đó chính là đây các em, trung tâm công nghiệp này nhỏ và lớn. Đó, lớn nhất là thành phố Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất. Ngoài ra thì còn có những trong trung tâm công nghiệp khác, một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu trong những cái trung tâm kinh tế. Chúng ta ghi thêm ý trung tâm công nghiệp lớn đó là Cần Thơ. Chúng ta vừa điểm qua sơ nét về công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sang số 3 nhỏ tìm hiểu về ngành dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta hãy quan sát các hoạt động dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long nè. Đây là xuất khẩu nông sản, cái này chúng ta nói nhiều rồi. Đây là chợ nổi nè các em, vấn đề về thương mại. Đây là giao thông vận tải đường thủy ha. Đây là du lịch biển đảo nè. Và nổi bật nhất, khởi sắc nhất đó là du lịch miệt vườn, du lịch trên sông nước. Chúng ta tới thăm các miệt vườn hay là tham quan các thắng cảnh về di tích lịch sử ở trên sông nước á, rất là thích ha các em ha. Ngoài ra còn có du lịch biển đảo, đảo Ngọc Phú Quốc, hay là chúng ta thấy là quần đảo Nam Du vân vân. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là gì? Giao thông vận tải thủy rất là phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế chúng ta trả lời vì sao? Vì sao giao thông vận tải thủy rất phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ trả lời được rồi. Bởi vì sao? Với tỷ trọng là khoảng 80% gạo xuất khẩu và tỷ trọng xuất khẩu thủy sản đông lạnh cũng khá lớn, đồng bằng sông Cửu Long được xem là vùng xuất khẩu nông sản lớn nhất nước ta. Giao thông vận tải thủy ngày đêm sôi động. Và chúng ta có thấy nguyên nhân chính đó là do gì? Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi dày đặc, chằng chịt. Và hơn nữa là vào mùa lũ về thì không có cái giao thông nào tốt hơn, đó chính là giao thông vận tải thủy. Các em, đó là lý do vì sao mà tỷ lệ đường đến thôn xã ở đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn trung bình của cả nước. Chúng ta đi đường thủy rất là nhiều.
Nên coi giao thông thủy cũng là tiêu chí để phát triển đường nông thôn ở địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Ở thành phố mà chúng ta về quê là lên xuồng đi là chúng ta rất là thích luôn, đúng không nào? Đó là vấn đề về giao thông thủy và vấn đề về dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long. Các em ghi, dịch vụ bước đầu phát triển chủ yếu là các ngành xuất khẩu, giao thông vận tải thủy và du lịch sinh thái. Ngoài ra thì người ta còn có du lịch tâm linh nữa các em. Chúng ta đi đến An Giang Châu Đốc là chúng ta sẽ thấy du lịch viếng chùa rất là phát triển. Đó là ngành dịch vụ. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ý cuối cùng của bài vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là các trung tâm kinh tế. Số 5 La Mã. Rồi, chúng ta xem lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long và trả lời xem đồng bằng sông Cửu Long có những trung tâm kinh tế nào và xác định các trung tâm kinh tế đó trên lược đồ. Như vậy đây chúng ta sẽ nhìn thấy có bốn trung tâm kinh tế lớn: Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên và Cà Mau. Chúng ta nhìn thấy đây là những mũi tên cô đã hướng vào. Và ở đây lớn nhất đó chính là trung tâm kinh tế Cần Thơ. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu vì sao Cần Thơ được gọi là trung tâm kinh tế lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta tìm xem coi Cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì nè. Ở thành phố Hồ Chí Minh của mình mà đi về Cần Thơ chúng ta sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ, cách thành phố Hồ Chí Minh của mình khoảng 200 km đó các em. Chúng ta muốn về tới Cần Thơ thì chúng ta phải đi qua hai cây cầu tuyệt đẹp, đó chính là cầu cầu Mỹ Thuận và đến cầu Cần Thơ. Đây, cô sẽ cho chúng ta một số ý. Vị trí thuận lợi nằm trên trục quốc lộ 1A, đường bên bờ sông Hậu với cầu Cần Thơ nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Giao thông thuận lợi, đường bộ, đường sông, đường hàng không là nơi tập trung các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học của đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất của vùng, là cửa ngõ của tiểu vùng sông Mê Công, là thành phố trực thuộc trung ương có số dân rất là đông. Và hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng của thành phố Cần Thơ cũng rất là quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Cảng Cần Thơ là một cái cảng xuất nhập khẩu do trung ương quản lý các em, rất là nhộn nhịp, cho nên nói thành phố Cần Thơ là một cái trung tâm công nghiệp lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của đồng bằng sông Cửu Long cùng với các trung tâm kinh tế chính của vùng. Qua hai bài, bài 35, 36 thì chúng ta hiểu rõ hơn một số nét về miền Tây Nam Bộ cũng như là về đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi ý tiếp theo: Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau là các trung tâm kinh tế của vùng. Qua cái bài này á, thì cô đã giảng kỹ rồi, cái phần hệ thống lại kiến thức cũ cô sẽ dành cho chúng ta ở trong cái bài tập củng cố cuối giờ ngày hôm nay. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau trên lớp ở trường Trung học Cơ sở Hậu Giang, chứ chúng ta không có gặp nhau trên bài giảng online ngày hôm nay như ngày hôm nay nữa nha các em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.